Homeless. Homeless. Dài rất nhiều bé để cắt tâm này cái mục chim mạnh. Có khi nào cắt tâm này để ngược lại là ăn không? Mẹ xem. Có một tâm mà giải chẳng chi cũng được lên chỉ lên thì nó là hiệu quả này. Bắt một tâm rất nhiều quân đến từ cái mục chim mạnh. Nhà chim mạnh cũng không phải là một thế nhà đẹp đâu anh em nhìn này, rừng này, bãi vàng này. Tơn dương nó bích tây đến từ game thủ Lê Chí Linh, tơn này vẫn chạy được. Chí mệnh một góc rất khó nhưng vẫn thấy chí mệnh phải e. Đây là một tơn mà Lê Chí Linh lãi, mình nghĩ là lãi, hy sinh khoảng tầm 2-3 cung đờ. Móc được ở bãi gỗ ở bãi vàng của game thủ chí mệnh. Này tiếp tục là giải e này, đừng để mất quân lẻ, đừng mất quân lẻ như thế này. Tơn này thì tạm thời vẫn đang là lãi này, ăn được dân, khiến đối phương mất tay. Ở nhà cố gắng sắp đều quân và đẩy lên. Ở những điểm như này thì Lê Chí Linh cần phải chậm lại một chút được. Vẫn đang có hai cánh quân áp lực liên tục vào nhà của game thủ Chí Mạnh. Chí Mạnh dần dần ít lạc đà đi rồi. Chí Mạnh đi lỗi một tơn. Tơn mà Chí Mạnh có lẽ được ý móc. Lê Chí Linh bắt bài rất hay. Một tình huống mà có vẻ như là game thủ Chí Mạnh đi lên 12 giờ móc xuống. Trận này AC không phải là quân solo yếu. Có rất nhiều trận từng bình luận trong giải đấu của Gplay AC có thể thắng được Sen. Mà Sen này là Sen trong tay Chi Mạnh. Quay thật sự. Trận này nếu mà Chi Mạnh cầm quân kiểu như Babylon cơ. Đấy, quân kiểu như thế thì kèo sẽ hay rất là nhiều. Hoặc là Summer cũng được. Chí Mạnh cầm một xe. Bài AC này của game thủ Lê Chí Linh có hai con voi từ rất sớm. Cố đầu có hai gỗ 75 ở trong bóng nhà chính. Tạm tạm. Kéo phát trực tiếp nha anh lại Văn Thanh ơi. Anh em để ý thì có cái thời gian ở góc trên cùng cạnh cái logo Gplay. Có cái thời gian đấy. Kéo trực tiếp 100%. Mình đang trả lời comment của anh em trực tiếp cái này luôn rồi, anh em còn bảo cái phát lại nữa. Có quả phụ cho Lê Chí Linh rồi. Về đồ ăn thì cũng đang hòm hòm. Chào anh Tiến Anh Trần nhá, hello tất cả anh em đang xem. Rất mong anh em đang xem thì có thể dành ra một chút giây để có thể like xem, ủng hộ cho kèo đấu show mét buổi tối ngày hôm nay. Kèo đấu sẽ là bàn đạp và chúng ta hướng đến giải đấu Pro League diễn ra vào ngày mai. Chào anh Nguyễn Hải nhá. Bài thiếu một đồ thôi. Có thêm con voi xa nữa dành cho Lê Chí Linh này. Không biết đủ đồ ấy chưa. Trận này thì chắc là vẫn sẽ là khung thẳng cho Lê Chí Linh thôi. Nhưng mà con sen thì nó gớm với con Polisia rất là nhiều đấy. Cái sức phát triển nó cũng khỏe rồi này. Thậm chí là con sen có khả năng ép đời còn tốt hơn con phô cơ. Nó còn khoai hơn cái trận AC phô ấy. Rồi, con voi đẹp về, dần dần thì cũng tí hẹo. Ngày hôm nay Lê Chí Linh có những tình huống cầu voi nó rất đau tim. Bình thường thao tác Lê Chí Linh nó kiểu không như này đâu, hôm nay gặp Chí Mệnh, kiểu gặp top 1 nó bị cóng đấy anh em ạ. Giờ những cái giải trước thì thao tay Lê Chí Linh rất là gọn. Rồi gặp top 1 cái là bắt đầu là tay cóng. Tay mà cóng thì múa nó sẽ bị loạn, nó không chuẩn vào thao tác anh em ạ. Xin chào hơn 800 anh em đang xem nhá. Em đừng quên là ngày mai sẽ là ngày đầu tiên diễn ra giải đấu Pro League với 16 vận động viên xuất sắc nhất sau hai giải semi Pro League rất là thành công vào tháng 6 và tháng 7. Rất mong ngày mai anh em sẽ ủng hộ cho giải đấu. Rồi.
Và ngoài ra anh em có thể ủng hộ Zplay bằng cái tựa game mới vừa được phát hành vào ngày 4 tháng 8 mới đây thôi. Tựa game kiếm tiền với đường link đã được ghi ở dưới phần comment rồi. Em có thể vào để cày cuốc tựa game này nhé. Anh em mà thích cái game mấy game kiểu đánh bốt ấy, farm đồ với lại kiểu treo máy thì anh em có thể thử tựa game kiếm tiền với đường link dưới phần comment. Và ngoài ra chơi game này anh em có thể nhận được cả VIP Zplay đấy. Và chi tiết anh em có thể inbox trực tiếp vào fanpage kiếm tiền ở đây. Hoặc anh em inbox vào fanpage GTV Plus cũng được. Thì các bạn, kỹ thuật viên, các bạn chăm sóc khách hàng bên mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của tất cả anh em. Bây giờ lại quay trở lại với trận thi đấu này. Ấy xin chắc chắn là đánh cung thôi. 26 dân, sang lên trước. Bài này ép thực đang bị lỗi. Bị lỗi thực. À không, thật ra cũng chẳng lỗi thực đâu. Đủ thực rồi này. Đó cũng là điều kiện là đủ. 12-12 với 26 dân. Bên kia thì khả năng là cái chuyên mệnh sẽ là bài đánh lạc đà trước hay chăng. Và điểm số chuyên mệnh nó rất cao thì khả năng là đang trên và trong quá trình đẩy cũng do điểm số nó mới vọt như này. Mạnh đang yếu mà Linh không ăn được. Chỉ Mạnh dù sao cũng là game thủ top 1, thi đấu rất là nhiều năm ở trên đấu trường chuyên nghiệp rồi anh em ạ. Nhảy đẳng cấp chắc chắn là nó sẽ đẳng cấp chắc chắn là Chí Mạnh sẽ hơn Lê Chí Linh. Cộng thêm vấn đề nữa là Lê Chí Linh còn đang cấm cống. Hôm nay con do của em thủ Chí Mạnh bị sư tử cản, nó mất một lượng máu nhất định rồi. Cộng thêm con tê bạn nữa, con do có lẽ mình nghĩ không có nhiều sát thương đến từ em thủ Chí Mạnh cho lắm đâu. Đã lên đời rồi, giờ thì điểm thủ Lê Chí Linh cần họ chết con giò. Con giò không sát thương đến từ game thủ Truy Mạnh. Nó mang đúng tính chất của con giò đó chính là giò nhà đối phương. Bằng thông tin duy nhất con giò nó mang lại đó chính là nhà game thủ Lê Chí Linh nằm ở mạng 9 giờ. Con giò bị sư tử và con tê nó cho nằm rồi. Nhà của Lê Chí Linh vẫn đang còn mặt, vẫn đang còn cái mặt hở. Một cái mặt hở có vẻ như là game thủ Chuyên Mạnh chưa phát hiện ra thì phải. Tầm này không thể nào mà dùng lực để bong đi vòng. Có một tơn đi vòng. Bo nhanh. Mất tầm 6-7 cái E đấy. Ok này, tạm kín. Nhưng mất hơi nhiều lực một chút. Bài đấu cũng chỉ là 3 nhà VA đến từ bên Lê Chí Linh mà thôi. Kín được nhà thì Lê Chí Linh mà đánh phát triển ở đâu về dài nó hơi khó. Một lạc đà đến từ bên thủ Chí Mạnh thôi thì nhiều khả năng sẽ làm tình huống chuyển của cả 2 nhà VA. Đến thì còn xem này. Lê Chí Linh bóng thêm một nhà VA nữa. Và thế bây giờ của bên thủ Lê Chí Linh đó chính là chất cung tuyển của Lê Chí Linh rồi. Phát triển trận này rất khó để mà đua kèm. Cung đỏ bắt đầu có lên cho bên thủ Chí Mạnh rồi. Quên mất anh em ơi, tôi chỉnh quân. Sorry anh em nhé. Giờ nó chưa có giáp này, mạnh anh em ạ. Mạnh rất là giáp. Kể cả những góc mà có vẻ e, mình thấy cái đồ Truy Mạnh có pha vẻ e. Rộng vẫn có những pha vẻ é từ game thủ Truy Mạnh. Có làm một tơn giáp không? Cái Truy Mạnh cũng là bài mà có nhiều lạc đà. Không phải là ít đâu. Không còn giáp tơn này lạc đà nó bổ đau lắm. Ít nhất phải có cho mình một tơn giáp 2 đi đã. Thậm chí là cần phải giáp 4 cơ. Giải rất nhiều E để cắt đơn này game thủ Truy Mạnh. Có khi nào cắt đơn này để ngược lại là ăn không? Mạnh xem. Có một tơn mà giải E chẳng chỉ cũng từ Lê Chí Linh thì nó là hiệu quả này. Bắt một tơn rất nhiều quân đến
thời điểm hoàn hảo cho game thủ Lê Chí Linh có một turn mà phản công ngược. Sau khi Truy Mạnh để mất rất nhiều quân rồi, rất nhiều quân nằm xuống từ game thủ Truy Mạnh. Truy Mạnh cũng chỉ là bài 1L và 2 nhà VA thôi. Lượng quân ở nhà Truy Mạnh vẫn đang còn là tương đối. Còn khá đông quân ở nhà, cùng giờ đang chưa có giáp này. Lê Chí Linh bây giờ có một con giáp rất tốt, một con giáp 2 thôi, để hạn chế lại cái sát thương của lạc đà đi. Rồi rồi, pha bắt quân là rất hay rồi. Một tình huống hy sinh khoảng tầm 300-400 gỗ để bắt được một tên quân to đến từ game thủ Truy Mạnh. Để thế trận đang quay dành cho AC đấy. 254 có trận cũng 2 rồi. Và tăng A cố gắng đánh đều tay lên, lợi thế là có. Còn nhà Truy Mạnh cũng không phải là một thế nhà đẹp đâu anh em, nhìn này, rừng này, bãi vàng này. Tên Dương Đông Bích Tây đến từ game thủ Lê Chí Linh, tên này vẫn chạy được. Truy Mạnh một góc rất khó nhưng vẫn thấy Truy Mạnh phải e. Đây là một tơm mà Lê Chí Linh lãi, mình nghĩ là lãi, hy sinh khoảng tầm 2-3 cung giờ, móc được ở bãi gỗ ở bãi vàng của game thủ Truy Mạnh. Này tiếp tục là giải e này, đừng để mất quân lẻ, đừng mất quân lẻ như thế này. Tơm này thì tạm thời vẫn đang là lãi này, ăn được dân khiến đối phương mất tay. Ở nhà cố gắng sắp đều quân và đẩy lên. Điểm như này game thủ Lê Chí Linh cần phải chậm lại chút được, không cần phải quá vội đâu. Ở nhà cửa đang hở nhiều vị trí rồi nha. Cái mặt 12 giờ xuống là cái mặt yếu đấy. Tôi này cẩn thận vẻ e. Truy Mạnh cũng đang đông quân nhưng không phải là ít đâu. 257 những cái Truy Mạnh tiếp tục đông quân. Tận dụng tơn ở bãi gỗ quái vàng. Cái lực của Truy Mạnh yếu đôi phần đấy. Bây giờ có tay xem tham thì tốt. Nghe thấy chặn như thế nào. Những quân thì có vẻ như là cân nhau này. Vừa mới nói cái mặt 12 giờ xuống thì đấu xong, Truy Mạnh nghe tức khai thác vào luôn. Chậm lại một chút thôi, Truy Mạnh có một tên móc luôn 12 giờ xuống rồi. Có một tên móc có từ Lê Chí Linh này. Cái này Truy Mạnh có vẻ như đang chưa biết. Nhà Truy Mạnh rừng rất xấu, quá nhiều nông dân đã khai thác gỗ cùng với rừng. Pha này phải là cái tươi. Cái này vẫn có đường để chạy, nhưng Truy Mạnh đang bị công một cái vùng trụ chính. Một tuần đi cũng là hay đến từ game của Lê Chí Linh, năm nay 62. Tuần to này bây giờ áp lực ngược lại vào nhà BA của game thủ Truy Mạnh được không? Trận này nên dứt điểm sớm đi. Khi ở nhà của game thủ Lê Chí Linh không phải là cái nhà đánh về lâu về dài nó đẹp. Mà đang chỉ gọi là tròn ruộng của Lê Chí Linh để ép quân thôi. Lượng dân bây giờ mình nghĩ là Lê Chí Linh đang chắc chắn không phải nhỉnh hơn so với game thủ Truy Mạnh đâu. Truy Mạnh quân cũng đang ra đều lắm. Một lạc đà với khoảng tầm 3-4 nhà VA cũng đang vắt được để cho game thủ Truy Mạnh. Đang cố gắng tình huống một Ken E để tìm hướng đi quân của game thủ Truy Mạnh. Đây đi quân thực sự chắc chiêu từ Lê Chí Linh. Trận đấu này Lê Chí Linh đánh được tạm đàm hay rồi. Vẫn đang có hai cánh quân áp lực liên tục vào nhà của game thủ Truy Mạnh. Truy Mạnh dần dần ít lạc đà đi rồi. Truy Mạnh đi lỗi một tơn. Tơn mà Truy Mạnh có lẽ được ý móc. Lê Chí Linh bắt bài rất hay. Một tình huống mà có vẻ như là game thủ Truy Mạnh kích đi lên 12 giờ móc xuống. Lê Chí Linh có một tình huống đứng quân cực kỳ hay để bắt trọn vẹn đạo quân của game thủ Truy Mạnh. Về lượng quân mình nghĩ là game thủ Lê Chí Linh là người đang đỉnh hơn so với Truy Mạnh rồi. Chất quân AC kịch khu vực góc 9 giờ liệu có bãi gỗ nào game thủ Truy Mạnh hay không? Chả lẽ Truy Mạnh đánh đúng ý thần thông ở nhà? Chắc chắn là dưới khu vực góc 3 giờ, dưới 3 giờ kìa. Và khả năng có bãi gỗ của game thủ Truy Mạnh đấy. Làm gì mà Truy Mạnh tăng là những 5-6 nhà VA này. Thông ở nhà như cái kia, cái đó là vô lý. Tên này khả năng cao là ốp được A của game thủ Truy Mạnh rồi. Tham gia 68. Cửa thắng rất sáng rồi anh em ạ. Đang có vẻ như trận thắng rồi rồi. Trận thắng rồi đã khiến cho cái sức tự tin của Lê Chí Linh nó quay trở lại đi. Nó quay trở lại rồi, bài 34 dân thôi.
Truy Mạnh là bài ra quá nhiều dân, 49 dân, ngay không có quân.